Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong tuần thứ hai mùa chay, mùa của sự trở về, mùa của sự yêu thương tha thứ. Mùa làm mới lại đời sống thiêng liêng để chúng ta xứng đáng lãnh nhận hồng ân của Chúa Phục Sinh. Thế nhưng trong đời sống vật chất hiện nay, nhất là khi chúng ta được diễm phúc sống trên đất Hoa Kỳ này, thì cái ăn cái mặc không là những lo toan quá sức. Cuộc sống của chúng ta đang được dệt bằng những cánh hồng, nên thưa quý vị, ít khi chúng ta nhớ đến Chúa và cần đến Chúa. Để mở đầu cho mùa chay thánh năm nay, Kim Thúy mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Tình Thập Tự, một sáng tác của Linh Mục Hải Đăng với tiếng hát Mai Quý. Tình Thập Tự, thưa quý vị, là một câu chuyện đẹp nhất của một người yêu tặng một người yêu, người đã vì yêu mà hiến tặng mạng sống cho người mình yêu. Để rồi, từ đó chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ sống tâm tình mùa chay được trọn vẹn hơn. Có người treo đứng trên cây thập giá, hừng hờ thoi thóp gió mắt nhìn mọi người đi qua mình chê xuồng dây nghèo bán chê cười ôi nhung thay có người treo đứng trên cây thập giá chịu chết hy sinh cứ chuốc trần gian Ngài đã giang tay ôm nhân loại tội lỗi, Ngài mang thương tình cho chúng ta được chữa lành. Ôi thập tự mà Chúa đã chết đau thương, nay trở thành nguồn ơn cứu rỗi. Chua cay bao đau thương chân lang thang mà Chúa tự nguyện đón nhận ôi thập tự thập giá Chúa Kitô nên nguồn ân phúc ôi thập tự thập giá vinh quang Chúa đã phục sinh thái hoàng có người treo đứng trên cây thập giá chỉ vì qua đôi yêu thương nhân loại giờ đây cô đơn trên cây thập giá ngài ngước lên nhìn cha tư nhân xin ngài tha lỗi chúng đâu nào biết thập giá đau thương máu trên đồ giá nhờ con thiên chúa nên nhân loại được cứu nhờ con thiên chúa mỗi chúng ta được cứu trở thành nguồn ơn cứu rỗi. Ôi thập tự dù lòng chua cay bao đau thương chân lao đao mà Chúa tự nguyện đón nhận. Ôi thập tự thập giá Chúa Kitô nên nguồn ơn phúc. Giá vinh quang Chúa đã phục sinh hàng hoàn ôi thập tự thập giá Chúa Kitô nên nguồn ân phúc ôi thập tự thập giá vinh quang Chúa đã phục sinh hai hoàn
Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của anh Mai Quý với nhạc phẩm Tình Thập Tự. Thưa quý vị, có rất nhiều việc lành mà các tín hữu được mời gọi để thực hành trong mùa chay, để diễn tả thái độ sám hối quay trở về với Thiên Chúa. Và một trong những việc làm mà chúng ta không thể bỏ qua với tên của chính mùa đặc biệt là ăn chay. Nhưng thưa quý vị, vấn đề đặt ra là ăn chay thế nào cho đúng và cho đẹp lòng Thiên Chúa. Ăn chay cảnh giác chúng ta về thân phận yếu hèn của chúng ta. Chúng ta nghĩ có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp, thế nhưng khi chạm vào thực tế thì chúng ta lại dễ dàng bị chiều theo sự biếng nhác của bản thân. Cho nên tuy là nói ăn chay của người Công giáo rất đơn giản, chỉ cần không ăn thịt thôi, nhưng đó cũng có thể là một trong những lý do chúng ta chối Chúa, chỉ trích giáo hội và xa rời Thiên Chúa. Hơn nữa, gọi là mùa chay, nhiều nơi quy định không ăn thịt vào mỗi thứ sáu trong suốt mùa chay. Chứ thật sự, giáo hội chỉ buộc ăn chay kiêng thịt đúng có hai ngày, thưa quý vị, đó là ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu tuần thánh. Vâng, hiểu ăn chay một cách rộng rãi hơn nữa là chay lời, chay lòng, chay tư tưởng. Nghĩa là khi ăn chay, chúng ta cũng phải gìn giữ miệng lưỡi, nói năng cho đàng hoàng tử tế, điều gì đáng nói thì nói, điều gì không đáng nói thì không nói, nhất là những lời nói có thể gây ra đau khổ cho người khác thì tuyệt đối không nên nói, hoặc những lời nói vô thưởng vô phạt, lời nói có hàm ý không tốt phải loại bỏ. Chay lòng là giữ cho những ước muốn được đúng đắn, thanh cao, phải loại bỏ những ước muốn, những tư tưởng bất chính ra khỏi tâm hồn và thay vào đó là những tâm tình đạo đức, để chúng ta trở về với Chúa. Trong tâm tình này, Kim Thúy xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Người ơi trở về, một sáng tác của nhạc sĩ Francisco do nhóm bạn Dân Chúa Đời Con trình bày. Kim Thúy mời quý vị theo dõi sau đây. Trở về, người ơi trở về.
nhạc phẩm Người ơi trở về đã kết thúc chương trình thánh ca của chúng ta hôm nay. Kim Thúy hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Kim Thúy xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật thánh thiện và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dân Chúa Đời Con vào tuần sau.